Huy Danh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình KVLA trên băng tầng 56.5 và trên hệ thống Galaxy 19. Và trên chương trình Tìm hiểu nước Mỹ ngày hôm nay thì anh Tài Trí đã đưa ra một cái chủ đề là các cái chủ thuyết của các tổng thống Hoa Kỳ thời đương đại. Đây là một cái chủ đề có tầm vóc khoa học và chính trị. Thì thưa quý vị, hôm nay là Tài Trí làm khó Nguyên Danh. Đây là một cái đề tài nó rất là bao quát, nhưng thôi thì thế thời phải thế. Nguyên Danh sẽ nhắm mắt đưa chân để cùng với Tài Trí chia sẻ đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Nguyên Danh xin kính chào Tài Trí. Dạ, chúng tôi cũng xin kính chào anh, kính chào tất cả quý khán thính giả và đồng hương của đài. Và thưa với anh Tài Trí, thì là Nguyên Danh cũng qua cái làn sóng KVLA này, Nguyên Danh cũng xin thưa với Tài Trí và cũng như là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, Nguyên Danh đan cử thêm để nó có một cái hệ thống của các tổng thống Hoa Kỳ từ thời lập quốc đến bây giờ. Thì thưa với anh Tài Trí và thưa với quý vị thính giả, thì theo các cái học giả thì họ nhận xét đó, là 44 đời tổng thống, nhưng mà họ chọn ra những cái người tiêu biểu. Thứ nhất là tổng thống Abraham Lincoln, thứ hai là tổng thống George Washington, và thứ ba là tổng thống Franklin D. Roosevelt. Và thưa với anh Tài Trí, xin anh có cái nhận xét về cái vấn đề này, nó có đúng không? Dạ, kính thưa anh, kính thưa tất cả quý khán thính giả và đồng hương, thì đề tài hôm nay mà chúng tôi muốn bàn tới cũng như là muốn cùng tất cả quý vị để học hỏi là các chủ thuyết của các đời tổng thống, và đặc biệt là các tổng thống thời đương đại. Tại vì chúng ta thấy có 45 đời tổng thống. Tại sao mà chúng tôi nói là 45 đời tổng thống, nhưng mà nếu mà quý vị xem cái hình á, thì chỉ có 44 cái hình mà thôi. Tại vì có tổng thống Cleveland là tổng thống đời thứ 22. Ông đã làm hai đời, nhưng mà ông làm cách ra một đời, tức là ông làm xong 8 năm rồi sau đó lại có một cái vị khác làm tổng thống, rồi sau đó ông lại làm lại. Và chúng tôi xin chia sẻ trước cái thời mà tổng thống FDR, tức là tổng thống Franklin Roosevelt, thì thông thường các đời tổng thống trước đó chỉ làm có hai nhiệm kỳ mà thôi, nhưng mà không có cái luật. Chúng tôi khẳng định là trước năm 1951 á, là hiến pháp Hoa Kỳ không có cái luật nói là tổng thống chỉ làm được hai đời, tức là 8 nhiệm kỳ mà thôi, không có cái luật đó. Thì trong lịch sử của 45 đời tổng thống á, có tổng thống Roosevelt á, là tổng thống khá nổi tiếng, tại vì ông đã giúp cho Hoa Kỳ vượt qua cái cơn khủng hoảng kinh tế, cũng như là giúp cho Hoa Kỳ đánh bại cái Đức Ý Nhật trong cái đệ nhị thế chiến. Và tổng thống Franklin Roosevelt á, làm tất cả là 4 nhiệm kỳ. Chúng tôi xin phép lặp lại là nhiệm kỳ thứ tư, đầu nhiệm kỳ thứ tư thì ông vì bị bệnh ông qua đời. Nhưng mà sau đời tổng thống Franklin Roosevelt đó, thì quốc hội mới tu chính hiến pháp. Tu chính hiến pháp là cái điều luật tu chính 22 á, là từ đó mới là đưa ra cái nhiệm kỳ tổng thống. Thật ra cái việc mà tu chính hiến pháp 22 được đưa ra vào năm 1947, nhưng mà tới năm 1951 đó mới thành luật. Có nghĩa rằng từ năm 1951 trở về sau, hiến pháp của Hoa Kỳ mới ghi rõ rằng tất cả tổng thống đều làm chỉ được hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, nếu mà trong trường hợp mà phó tổng thống lên thay tổng thống, trong lúc tổng thống vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục hoàn tất cái nhiệm kỳ của mình, thì sau khi cái người phó tổng thống đó trở thành tổng thống, cái người tổng thống đó khi mà ứng cử vẫn được ứng cử làm đầy đủ hai nhiệm kỳ, có nghĩa là hơn 8 năm. Chúng tôi nói như vậy là anh hiểu không? Vâng. Thí dụ một vị phó tổng thống lên thay một cái vị tổng thống đó vì bất cứ lý do nào đó mà từ chức, hai là bị truất phế, thì cái người phó tổng thống đó lúc đầu làm vài năm để tiếp tục cái công việc của người tổng thống đó không có tính vô cho cái nhiệm kỳ nào hết. Tức là cái người phó tổng thống đó làm được hơn 8 năm, tại vì cái phần thừa hưởng đó nó không tính. Nhưng mà cái người ứng cử viên, cái người tổng thống được làm
trọn vẹn, chúng tôi dùng cái chữ là trọn vẹn hai nhiệm kỳ, ít nhất là hai nhiệm kỳ, có quyền phục vụ hai nhiệm kỳ. Còn cái phần mà dư ra đó thì không tính. Nhưng mà trước năm 1000 có nghĩa rằng cái người phó tổng thống nó khi lên làm tổng thống có khả năng làm tới 10 năm, 11 năm. Tại vì cái phần dư ra của cái người bonus tại tổng thống không tính. Cái phần mà chúng ta gọi là bonus á, dạ, không tính vô trong trọn vẹn hai nhiệm kỳ. Nhưng mà cái chuyện này hiến pháp được tu chính vào năm 1951, chứ là trước năm 1951 á, thì không có luật nào mà đòi hỏi tổng thống chỉ làm có hai nhiệm kỳ mà thôi. Vâng. Nhưng mà từ năm 1951 trở về sau thì tất cả những tổng thống chỉ phục vụ không quá hai nhiệm kỳ, không quá 8 năm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề chủ thuyết của các tổng thống. Khi mà chúng ta nói chủ thuyết của các tổng thống á, cái chữ chủ thuyết của tổng thống á, thì chúng ta nói tới cái đề cập là chủ thuyết và vấn đề đối ngoại. Tức là chủ thuyết của một tổng thống đưa ra là vấn đề đối ngoại. Thì chủ thuyết của các tổng thống đương đại mà sau cái thời kỳ mà đệ nhị thế chiến, sau đệ nhị thế chiến á, thì các tổng thống về sau đó đều có cái khuynh hướng là muốn ngăn chặn làn sóng của cộng sản ảnh hưởng tất cả các lục địa trên thế giới. Tại vì từ thời tổng thống FDR hay là những tổng thống thời trước đó đã thấy được cái họa cộng sản nó có thể nó lan truyền từ quốc gia này tới quốc gia khác. Thành ra những tổng thống mà sau đệ nhị thế chiến đó thường là có cái chính sách đối ngoại hay có cái chủ thuyết ngăn những cái làn sóng bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy mà các tổng thống đời về sau, cái chủ thuyết của họ là muốn đưa quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào các quốc gia mà có mầm mống có thể bị ảnh hưởng hay có thể bị nhuộm đỏ, là từ cái vấn đề đệ nhị thế chiến nó dẫn tới cái cuộc chiến tranh lạnh. Tại sao chúng tôi xin phép là lùi lại lịch sử một tí xíu. Tại sao cái việc mà ngăn chặn cái làn sóng đỏ đó, chủ nghĩa cộng sản khắp các lục địa trên thế giới đối với các tổng thống Hoa Kỳ nó vô cùng quan trọng. Tại vì chúng ta thấy sau đệ nhị thế chiến, cái sự ảnh hưởng của Nga Xô quá mạnh đã nhuộm đỏ rất nhiều các quốc gia Đông Âu, như chúng ta thấy tiệp khắc Hungary, Ba Lan hay là những cái quốc gia Đông Âu là bị cái chủ nghĩa cộng sản nhuộm đỏ. Rồi ở bên Á Châu đó thì Trung Cộng ảnh hưởng để mà nhuộm đỏ các quốc gia Đông Dương như là Lào, Việt, Campuchia. Thì chính vì vậy mà những cái đời tổng thống sau này, tổng thống Hoa Kỳ có cái khuynh hướng là dùng quân sự để mà can thiệp vào các quốc gia mà có cái chiều hướng sẽ bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa cộng sản. Đó là chúng ta phải nắm, những cái này chúng ta phải nắm, tại vì qua những cái kinh nghiệm, những cái sự kiện của đệ nhị thế chiến dẫn tới cái trường hợp từ đệ nhị thế chiến dẫn tới cái sự kiện là chiến tranh lạnh, là hai cái khối NATO và Warsaw tức là đối đầu với nhau, tức là cái khối tư bản và cái khối cộng sản sau đệ nhị thế chiến, hai khối này luôn đối đầu với nhau. Thành ra chính vì vậy mà đã ảnh hưởng tới những cái chủ thuyết của các tổng thống thời đương đại. Thì các tổng thống thời đương đại có cái khuynh hướng là ngăn chặn cái làn sóng của cộng sản tại một số những cái lục địa. Vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh Tạ Chí. Thì anh đã chia sẻ là cái vấn đề ở trên thế giới này, cái con cờ quốc tế đó, thì tất cả những cái cường quốc á, nhất là bây giờ có hai khối, khối cộng và khối tự do, ai cũng muốn bành trướng để mà giữ lại cái quyền lợi của mình. Cho nên từ đời tổng thống đầu tiên cũng như đến bây giờ, tất cả như anh vừa mới trình bày đó, tất cả là đều lúc tỏ ra cái vấn đề quân sự bảo vệ và phát triển vấn đề quốc phòng để mà bảo vệ. Thì thưa với anh, thì để nhắc lại tổng thống Abraham Lincoln á, thì ông có một cái chủ thuyết nó rất là hay và tới bây giờ vẫn còn để đời, tức là ông đã xóa bỏ chế độ nô lệ. Xin anh trình bày thêm. Tổng thống Abraham Lincoln là tổng thống đời thứ 16 trong lịch sử của Hoa Kỳ và ông đều được thế giới nhắc tới là ca tụng, tại vì ông là cái vị tổng thống đã xóa bỏ cái chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết nếu mà các
quý vị cao niên á, trước 75 á, trước năm 1975, các quý vị thường có say mê đọc những cái cuốn tiểu thuyết hay xem phim Cuốn Theo Chiều Gió đó, cái cuốn tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió, hay là cái phim của Hollywood dựng của John Wayne đó, cái Cuốn Theo Chiều Gió đó là phản ảnh khá là trung thực cái cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, là giữa các tiểu bang miền Bắc và các tiểu bang miền Nam. Các tiểu bang miền Nam đó thì họ luôn luôn có cái quan niệm rằng họ muốn duy trì cái chế độ nô lệ, còn cái những cái tiểu bang miền Bắc á, với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Abraham Lincoln, ông là một cái người muốn xóa bỏ chế độ nô lệ để đi tới cái vấn đề bình đẳng giữa người và người. Thành ra chính vì vậy mà đã tạo nên cái cuộc nội chiến. Thì chúng ta thấy được Hoa Kỳ, cái cuộc nội chiến là một trong những cái vết thương của người dân Hoa Kỳ trong mấy trăm năm qua, tức là vào cái thời mà cái cuộc nội chiến Nam Bắc đó, vì cái vấn đề ý thức hệ, tức là những cái người miền Bắc á, ở Hoa Kỳ muốn giải phóng nô lệ. Và anh nhớ lại cái người đứng đầu của những cái tiểu bang miền Nam là tướng Lee á, thì ông lại muốn là duy trì cái chế độ nô lệ. Nhưng mà cái cuối cùng thì những tiểu bang miền Bắc dưới cái sự lãnh đạo của tổng thống đời thứ 16 là Abraham Lincoln đã đánh bại các tiểu bang miền Nam, thì từ đó mới đưa ra cái việc là xóa bỏ cái chế độ nô lệ, để từ đó lại tạo nên cái vấn đề bình đẳng trong trong các giai cấp tại Hoa Kỳ. Thành ra tổng thống Abraham Lincoln được nhân loại biết đến và nhớ ơn như một cái người đã đứng dậy để mà đòi hỏi cái quyền làm người. Và từ đó sau đó thì cũng có những cái phong trào để đòi hỏi vấn đề dân quyền tại Hoa Kỳ. Vâng, Nguyên Danh rất là đồng ý với anh Tài Trí đã chia sẻ về cái vấn đề đó. Cái gì cũng bắt nguồn. Thì tổng thống Abraham Lincoln đó thì ông đã có một cái chủ thuyết, tức là giải phóng nô lệ, và coi như là cảm ơn tất cả những chiến sĩ. Tại vì ông cứ nghĩ rằng trị ra bình thiên hạ, khi mà trong nước chúng ta được bình yên rồi đó, thì chúng ta mới có những cái sức mạnh để mà đi chiến đấu với bên ngoài để bảo vệ quốc gia. Thì nước Mỹ cho đến 200 năm vấn đề nhân quyền và tự do cũng đưa lên hàng đầu, và tổng thống Abraham Lincoln cũng đã nổi tiếng với cái bài diễn văn là Betty Bush, tức là để mà bảo vệ chiến sĩ trận vong. Và cái đó là những người đã ra đi, chúng ta luôn luôn chúng ta ghi nhớ những cái điều đó. Và xin anh cũng chia sẻ thêm cái vấn đề này. Và các tổng thống thời chiến đó, thành ra các tổng thống mà thời chiến là hồi thời xưa đó, thì họ đều có cái khả năng, đều có khả năng hùng biện, và đều có khả năng, họ có khả năng thu hút cái sự ủng hộ của quần chúng. Thành ra trước khi mà họ khởi binh đó, để mà bảo vệ biên cương bờ cõi đó, thường thường họ có những cái bài văn rất là hùng biện, họ ca ngợi cái sự hy sinh của binh sĩ Hoa Kỳ, và họ tạo thêm cái khí thế. Thành ra từ tổng thống Washington cho tới Abraham Lincoln, hay tới một số những tổng thống đương đại sau này, trước khi mà Hoa Kỳ khởi chiến thì các tổng thống đều có cái khả năng để mà tạo thêm cái niềm tin để tạo thêm cái sĩ khí cho binh sĩ Hoa Kỳ để họ ra chiến trận. Vâng, thì Nguyên Danh với Tài Trí vừa trình bày với quý vị là đó là tất cả các giới học giả họ nhận xét, tức là 44 đời tổng thống, thì đứng đầu là những ba tổng thống mà Nguyên Danh vừa với nêu ở trên. Thì đây là công chúng nhận xét, thì họ cũng có một cái mẫu rỗ chung như là các học giả, thì họ cũng tôn trọng ba tổng thống như là tổng thống Abraham Lincoln, tổng thống Roosevelt v.v. Thì trong quần chúng họ lại nhận xét thêm là những cái tổng thống mà đương đại gần với chúng mình nhất là họ xếp hạng là thứ 6 là tổng thống John Kennedy, và thứ 13 là tổng thống Gerald Ford, và thứ 16 là tổng thống Jimmy Carter, và thứ 18 là tổng thống George Bush, và thứ 20 là tổng thống Bill Clinton. Thì đó là những cái tổng thống mà thời đương đại sát với chúng ta. Thì tất cả những vị tổng thống mà thời mà lập quốc đó, thì luôn luôn đó là cũng là những gạch nối và những cái quan điểm đưa ra để cho những cái vị tổng thống sau này để mà nối tiếp theo, để mà bảo vệ tổ quốc cũng như là phát triển tổ quốc. Thì thưa với anh Tài Trí là ở đây thì anh thấy là xếp hạng ông Jimmy Carter là đứng thứ 16, nhưng mà ông Jimmy Carter ông có một cái chủ thuyết rất là hay để mà bảo vệ tổ quốc,
để mà giữ gìn bờ cõi, thì xin anh chia sẻ thêm cái chủ thuyết dạ, của rất Tân là Dương cảm Tân. ơn anh đã đưa ra cái đề cập tới cái chủ thuyết của Tổng thống Carter. Thì chúng ta thấy Tổng thống Carter tới giờ này ông vẫn còn sống, như là ông cũng đã trên 90 tuổi rồi, và ông cũng là, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì cũng cách đây cũng mười mấy năm trước ông cũng được nhận lãnh giải Nobel Hòa bình. Dạ đúng. Và ông Carter, ông cũng là một nhà văn, và cái chủ thuyết của Tổng thống Carter là ông đưa ra là Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp quân sự khi mà Hoa Kỳ, cái nền an ninh Hoa Kỳ bị đe dọa. Mà nếu mà chúng tôi nhớ không lầm đó, hình như ông, cái thời của ông chú trọng nhiều vào cái vịnh Ba Tư. Đúng rồi. Khá nhiều, thành ra chúng ta thấy cái vùng Trung Đông á là lúc nào cũng là một cái điểm nóng để Hoa Kỳ để ý tới. Và cái sự ảnh hưởng của cái kỹ nghệ dầu hỏa đó, không chỉ riêng cái đời tổng thống Carter mà những cái đời tổng thống trước đó và những đời tổng thống sau này họ đều để ý tới. Thành ra Trung Đông, cái kỹ nghệ dầu hỏa, những cái mậu dịch, những cái quyền lợi về kinh tế, từ đó nó ảnh hưởng tới những cái quyền lợi về chính trị và quân sự, đã khiến cho rất nhiều đời tổng thống phải để ý và quan tâm đến. Và thêm nữa đó là, nếu mà nói về vùng Trung Đông đó, là chúng ta phải nhắc tới những cái xung đột, những cái mâu thuẫn giữa Palestine với lại Do Thái đó, đã khiến nhiều đời tổng thống cũng không có giải quyết được. Thành ra cái vấn đề này là những cái vấn đề dai dẳng, nhưng mà cái vấn đề này là nó sẽ là thêm, nó sẽ chiếm rất là nhiều thời gian. Chúng ta phải có một cái buổi riêng để chúng ta nói về những cái mâu thuẫn giữa Do Thái và Palestine. Nhưng mà trở lại với chủ thuyết Tổng thống Carter, là Tổng thống Carter là sẵn sàng đưa binh sĩ Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp quân sự khi mà Hoa Kỳ bị đe dọa. Nhưng mà tại sao Tổng thống Carter bị Tổng thống Reagan đánh bại, mặc dù Tổng thống Reagan cũng là bị ảnh hưởng bởi cái chủ thuyết của Tổng thống Carter, nhưng mà đã đánh bại Tổng thống Carter trong cái kỳ tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Carter? Là tại Tổng thống Reagan ông đưa ra là hòa bình. Chúng ta phải hiểu cái chủ thuyết của Tổng thống Reagan: hòa bình trong thế mạnh. Hòa bình trong thế mạnh có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa rằng Tổng thống Reagan không muốn đối đầu trực tiếp với lại Nga Xô, nhưng mà Tổng thống Reagan muốn tạo cái áp lực qua cái vấn đề ngoại giao. Nhưng mà ông làm được, các tổng thống đời sau ông không làm được, nhưng mà riêng Tổng thống Reagan làm được. Là tại sao? Ông thuyết phục được Tổng bí thư Gorbachev vào cái thời đó để mà làm việc cùng với Nga Xô, để mà Nga Xô sẵn sàng để mà đưa tới cái việc là xóa bỏ cái bức tường Berlin vào năm 1989, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm. Và cái câu nói nảy lửa và hùng hồn của cố tổng thống Reagan, mà đến nỗi mà lúc sau này các sử gia cho biết ông đã ngay đứng trước cái bức tường Berlin mà ở phía bên Tây Đức, và trước mấy chục ngàn người Tây Đức, ông đã kêu gọi là tổng thống. Lúc đó ông đang có ngồi nói chuyện với trên cái bàn tọa đàm với tổng bí thư Gorbachev, thì ông đã nói là: ngài tổng bí thư, hãy dứt sập bức tường này đi. Và cái câu nói là hãy dứt sập cái bức tường này đi đó, nó không có trong cái bài diễn văn của cố tổng thống Reagan. Tại cái người mà viết cái bài diễn văn cho ông đó không dám để cái câu này vô, tại vì không muốn Hoa Kỳ lại tạo thêm một cái mâu thuẫn không cần thiết với cái bài phát biểu của tổng thống Reagan. Nhưng mà ông là cái cốt cách, ông là một diễn viên điện ảnh, thành ra khi mà ông đứng trước cái bức tường Berlin mà phía bên Tây Đức, ông đã đưa ra cái lời khá hùng hồn là: ông tổng bí thư, hãy dứt sập cái bức tường này đi. Và như một cái định mệnh thì hai năm sau đó, tức là lúc ông phát biểu là khoảng năm 1987, hai năm sau đó, như một cái lời nguyền, một cái định mệnh, bức tường
Bá Linh bị giật sập để thống nhất thành một nước Đức. Thì chúng ta thấy được mỗi đời tổng thống có một cái chủ thuyết riêng. Tổng thống Reagan chúng ta phải hiểu, chúng ta thấy tổng thống đời tổng thống Reagan là đẩy ra cái chương trình là cuộc chiến trên các vì sao. Đúng rồi. Cuộc chiến các vì sao là sao? Tổng thống Reagan đưa ra cái vấn đề chạy đua vũ trang để ép Nga Xô vào cái thời đó cũng phải chạy đua vũ trang. Mà tổng thống Reagan và cái dàn cố vấn của ông thấy được là Nga Xô lúc đó vẫn còn một cái nước về vấn đề về kinh tế, đang có bị thiếu hụt ngân sách về kinh tế. Thành ra ông muốn là Nga Xô phải dùng hết tất cả những tài nguyên của mình để đi vô vấn đề quốc phòng, tức là phát triển quốc phòng nhưng mà dân đói. Chúng tôi nói đến đây chắc anh hiểu phải không? Dạ. Tức là tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta đẩy Nga Xô vào cái thế là phải chạy đua vũ trang. Mà chạy đua vũ trang trong lúc đó là dân bên Nga là bị đói. Thành ra làm như vậy làm cái làn sóng bất mãn, phẫn nộ của dân chúng bên Nga Xô. Tức là nước thì nghèo, theo cái kiểu cộng sản là quốc doanh hợp tác xã, đắp hết tiền vào vấn đề chạy đua vũ trang. Thì khi mà đắp hết tiền vào vấn đề quốc phòng chạy đua vũ trang thì nó xảy ra như thế nào? Hạ tầng cơ sở bị sụp đổ. Tức là đường xá cầu cống không có tiền sửa, cái gì cũng chạy đua vũ trang. Và bên cạnh cái vấn đề mà Tổng thống Reagan ép Nga Xô chạy đua vũ trang đó, tại vì Hoa Kỳ phát triển kinh tế với cái vấn đề mà những cái chương trình phát triển kinh tế, kích thích kinh tế để mà giảm thuế của Tổng thống Reagan sau khi mà ông lên làm Tổng thống, từ cái đời Tổng thống Carter đó, từ Tổng thống Carter đó thì nước Mỹ đi xuống trong vấn đề kinh tế. Nhưng mà tới thời Tổng thống Reagan thì cái kinh tế đã đi lên, kinh tế lại vực dậy đi lên, đồng thời với cái vấn đề quốc phòng đi lên đã đẩy Nga vào cái thế đó là phải chạy đua vũ trang. Và khi chạy đua vũ trang thì anh không có tiền, anh phát triển kinh tế. Mà không phát triển kinh tế, dân đói, hạ tầng cơ sở không xây, khiến tới vấn đề sụp đổ. Thêm một cái vấn đề nữa đó là Tổng thống Reagan đã cùng sát cánh với lại Thủ tướng Thatcher của Anh. Yeah. Và cùng với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị để tạo thành một khối kêu gọi cái vấn đề tự do dân chủ trên thế giới mà xóa bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Thành ra chúng ta thấy được tại sao khi mà chúng ta nhắc tới cố tổng thống Reagan, ai cũng nhắc tới là cái vấn đề cái bức tường Bá Linh bị dập sập, cái chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ vào năm 1991 tại Nga Xô, là cái chủ thuyết của tổng thống Reagan là hòa bình trên thế mạnh. Và chúng ta phải hiểu từng chủ thuyết hòa bình trên thế mạnh, nhưng mà ông vẫn lấy cái chủ thuyết của tổng thống tiền nhiệm, tổng thống Carter, là Hoa Kỳ sẵn sàng dùng quân sự can thiệp vào những cái quốc gia mà Hoa Kỳ nghĩ rằng sẽ bị đe dọa, bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa cộng sản. Anh đồng ý với sự phân tích của anh Tài Trí, tại vì cư an thì phải tư nguy. Thành ra tổng thống Reagan đã đưa ra một cái chương trình là chiến tranh các vì sao, như là Tài Trí vừa nói. Nguyên Danh xin lặp lại một lần nữa là khi chúng ta là một cái nước giàu có, chúng ta mạnh trường vốn là chúng ta không có sợ. Về khi chúng ta cứ chạy đua vũ trang thì phía địch là phải đi theo. Vậy đi theo như vậy thì cái hạ tầng cơ sở thì nó sẽ bị coi như là nghèo đói và nó sẽ lạc hậu. Và trong khi đó thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó phát triển là tại sao? Tại vì phát triển quốc phòng thì là có nhân viên vô, thì là để mà cho nó phát triển đất nước. Cho nên Tổng thống Reagan đã làm một cái chủ thuyết đó là rất là đẹp và muôn thuở luôn. Thì khi mà nói đến Tổng thống Reagan thì như Tài Trí vừa mới nhắc đó, khi nói đến Tổng thống Reagan là phải nhắc đến bà Thủ tướng của Anh là Thatcher và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Đó là những cái người tiên phong đã đưa cái làn sóng đỏ sụp đổ, mà bước đầu tiên là ở tại Ba Lan. Xin anh chia sẻ thêm cái vấn đề này khi mà Ba Lan sụp đổ cái chế độ cộng sản và sau đó là sụp đổ hoàn toàn luôn. Khi chúng ta nhắc tới Ba Lan á, thì anh và quý vị cũng nhắc tới cái hiến chương hình như 79 phải không ạ? Dạ. Vì cái hiến chương đó và vì những cái sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và cái thế giới tự do, để mà chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng là người gốc Ba Lan. Đúng rồi. Khi mà chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng đã hợp tác làm việc
chung với lại cố tổng thống Reagan cũng như cố thủ tướng Thatcher thì tạo thành một khối ở trên diễn đàn thế giới rất là mạnh mẽ, đã tạo thêm những cái sự thuyết phục cho rất nhiều các quốc gia, cũng như những cái phong trào, chúng tôi dùng cái chữ những cái phong trào chống cộng khắp nơi trên thế giới. Tại vào cái thời đó, đó là Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ các phong trào chống cộng khắp nơi trên thế giới, hay những cái phong trào mà chống lại những cái chính thể độc tài. Thì bây giờ nhắc tới đó, chúng ta phải nhắc tới cố tổng thống Kennedy. Dạ, đúng rồi. Cố tổng thống Kennedy á, lúc mà ông còn tại thế đó, ông không có thú nhận rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự vào những cái quốc gia mà có cái nguy cơ bị nhuộm đỏ. Nhưng mà cái chính sách của tổng thống Kennedy là rất là rõ ràng, ông sẵn sàng dùng quân sự hóa để mà can thiệp vào những cái quốc gia mà ông nghĩ là nhuộm đỏ. Thì trong cái trường hợp mà nếu mà anh nhớ lại thời tổng thống Kennedy, ông nổi tiếng qua cái vụ là vịnh con heo. Thì cái vịnh con heo lúc đó đó là cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga Xô là phải nói là đi tới cực điểm. Tức là những cái giàn phóng Hoa Kỳ, những cái giàn phóng của Nga Xô đã đặt tại cái vùng biển Cuba rồi. Tức là sẵn sàng, hai bên sẵn sàng để gầm gừ, để sẵn sàng để mà có những cái cuộc chiến tranh về hạt nhân. Nhưng mà cuối cùng thì có cái sự trao đổi và tương nhượng, có cái hòa đàm, mà cuối cùng Nga Xô mới lại lui binh, tức là không có tạo thêm căng thẳng nữa, để mà Hoa Kỳ mới giải quyết được những cái xung đột mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Nga Xô qua cái vịnh con heo, là cái vịnh giữa eo biển giữa Cuba, eo biển giữa Cuba và Hoa Kỳ. Thành ra từ cái đó chúng ta thấy được cho tới giờ này Nga Xô với lại Cuba vẫn là đồng minh chiến lược. Cho nên cái vị con heo cũng là cái niềm đau của Nga Xô. Hồi đó chúng ta cứ nghĩ rằng là sẽ có một cái chiến tranh đại chiến thứ ba đó. Nhưng mà may mắn thượng đế cũng thương cho. Chứ nếu mà cái trận chiến đó mà xảy ra thì giờ này chúng ta không biết đang ở đâu. Và thì thưa với anh Tạ Chí là sau khi anh đã nhắc tới Tổng thống Reagan rồi, thì những đời sau Tổng thống nữa thì đã coi như là nhờ vào cái bổng lộc của Tổng thống Reagan để mà hưởng. Thì đó là cụ thể như là Tổng thống Clinton. Tới Tổng thống Clinton thì phải nói là cái vấn đề nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là ổn định và ông rất là sung sướng. Và ông cũng có những cái chủ thuyết cũng tương đối như là các cái chủ thuyết của những cái tổng thống tiền nhiệm, nhưng nó không rõ nét lắm. Thì xin anh cũng chia sẻ thêm là cái những cái chủ thuyết của Tổng thống Clinton về vấn đề mà đối với đối nội với đối ngoại với các nước khác. Khi mà chúng ta nhắc tới Tổng thống Clinton thì chúng ta nên nhắc một tí xíu về tổng thống Bush, mà tổng thống đời bố đó, Bush bố đó, chúng tôi có thể nói như vậy. Thì là chúng ta thấy được, mặc dù tổng thống Bush bố là được xem là người anh hùng sa mạc sau cái cuộc chiến mà chống lại Saddam Hussein, trận bão sa mạc, nhưng mà ông vẫn bị thất cử trước tổng thống Clinton, bởi vì cái thời kinh tế vào thời đó Hoa Kỳ đã xuống quá nhiều. Chính vì vậy mà dân chúng Hoa Kỳ vào thời đó người ta sẵn sàng bầu cho một vị tổng thống đảng Dân Chủ lên. Vì cái thời tổng thống Clinton là cái thời kinh tế là tương đối là thịnh vượng nhất. Và cái chủ thuyết đối ngoại của tổng thống Clinton là ông muốn có những cái cuộc hòa đàm, muốn những cái cuộc hợp tác kêu gọi hòa bình. Tổng thống Clinton á, chủ thuyết hơi giống tổng thống Barack Obama. Tức là những cái tổng thống đời Dân Chủ đó thì thường là muốn có cái sự hợp tác, muốn có sự hòa đàm, kêu gọi hòa bình trên thế giới. Thì cái thời tổng thống Clinton á, thì tương đối là cái thế giới nó chưa có phức tạp giống như cái thời tổng thống Barack Obama, tức là chưa có những cái vấn đề sự kiện như khủng bố. Thành ra là tổng thống Clinton là tương đối là cái thời nó êm ả một chút, nhưng mà thời tổng thống Obama thì cái vấn đề, những cái vấn đề khủng bố, những cái vấn đề kiệt quệ kinh tế nó là một cái vấn đề. Nhưng mà chủ thuyết của tổng thống Obama cũng giống như chủ thuyết của tổng thống Clinton là kêu gọi cái sự hòa bình, hợp tác trên thế giới. Mà chúng ta thấy được tới giờ này nhân loại vẫn có chiến tranh, quốc gia này vẫn là chạy đua vũ trang, vẫn có chiến tranh. Thành ra vấn đề kêu gọi sự hợp tác mà không có trên một cái thế mạnh, nó sẽ không có đạt được cái kết quả như muốn. Và trước khi chấm dứt chương trình thì Nguyễn Danh với Tài Chí cũng xin nói sơ qua hai cái đời tổng thống mà sát cận với chúng ta nhất là tổng thống George Bush. Thì ông cũng đã có một cái chủ thuyết coi như là để mà mang quân vào Afghanistan để mà chống những quân khủng bố, tại vì trong khi ông đã làm thì ông bị cái vụ 911 đó là một cái bài học để đời cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ luôn.
Và tới kế tiếp là Tổng thống Obama, ông cũng đã có một cái khuynh hướng coi như là bảo vệ Tổ quốc từ xa và bảo vệ khỏi khủng bố, và ông đã diệt trừ tên chùm khủng bố Osama bin Laden. Thì tất cả từ đầu chương trình tới giờ, xin anh Tài Trí có một cái tổng kết đến với quý vị để chúng ta chia tay. Dạ, rất là cảm ơn anh. Thì bây giờ chúng tôi xin nói một cách rất là nhanh, cái thời Tổng thống George W. Bush, ông nổi tiếng với cái chủ thuyết, chúng tôi xin nói rất là chậm, can thiệp quân sự đơn phương. Can thiệp quân sự đơn phương có nghĩa là không cần đếm xỉa tới Liên Hợp Quốc. Mỹ tham chiến tại Afghanistan để nhằm cái mục đích là tiêu diệt cái khối khủng bố Taliban. Và cái chủ thuyết của Tổng thống Bush đời sau này là đơn phương. Khi mà chúng ta nói cái chữ quân sự đơn phương, tức là không cần biết Liên Hiệp Quốc có đồng ý hay không, Hoa Kỳ vẫn can thiệp vì vấn đề an ninh của Hoa Kỳ, vấn đề chống lại khủng bố. Đó là cái những cái nét của chính sách đối ngoại của Tổng thống Bush. Nhưng mà tới qua đời Tổng thống Barack Obama thì ông muốn giảm thiểu cái vấn đề hy sinh của binh sĩ, thành ra ông mới đi đầu cho cái vấn đề mà phát triển cái khoa học kỹ thuật tối tân, như là máy bay không người lái hay là những cái vấn đề tối tân, để Hoa Kỳ không có phải đem binh tới cái quốc gia đó, mà Hoa Kỳ sẽ dùng những cái kỹ thuật tối tân để mà triệt hạ quân khủng bố. Vâng ạ. Và anh Tài Trí và Nguyên Danh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và Nguyên Danh và Tài Trí xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình Tìm hiểu nước Mỹ lần tới. Xin thật cảm ơn.